Anh em ơi, hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình đi thăm lưới bẫy rắn anh em. Ở đây em có giải ba cái tay lưới anh em. Tay này không dính vào nhau. Em giải ba tay, mỗi tay có 5 mét thôi. Tại bây giờ là mùa mưa thôi. Nhưng mà mình đánh ở khu cái bạt này là mùa mưa rắn đi lại nhiều anh em ạ. Tay này thì không ăn thua. Tiếp tục sang hai tay bên anh em ạ. Đây anh em. Tiếp tục đến tay lưới thứ hai rồi. Ôi. Con gì rất mà bung tôi hết lưới rồi anh em ạ, không được hàng á. Con gì, ôi dồi ôi, không ăn hàng. Chuột cắn, tách kẹt tôi hết rồi anh em ạ. Ô đoạn này lưới đổ nha anh em ơi. Không biết là con gì phá hay là ai lấy mất hàng ở đây anh em ơi. Tuyệt quá. Ôi nó lôi ngược lên đây. Nó lôi ngược lên đây cho tuột. Hay gì nhỉ. Con gì đó. Hai tay đã thất bại rồi anh em ạ. Giờ tiếp tục đi thăm một tay thứ ba. Đây anh em ạ. Sắp sửa đến tay thứ ba. Ôi. Tay thứ ba lưới cũng đổ rồi. Hình như lại cũng lại xảy hàng anh em ạ. Ui không phải anh em ơi. Ui ôi. Anh em nhìn này. Một em đen vàng to quá anh em ạ. Kinh quá anh em nhìn này. Rắn dính lưới nha anh em ơi. Đẹp luôn. Thích thế và nhận bóng. Đúng là lưới bẫy rắn vẫn là hiệu quả nhất anh em ạ. Anh em nhìn cái vết nó quần này. Nhìn vết nó quần này. Đấy. Bét. Hàng này thì nó rất là hiền thôi anh em ạ. Nhưng mà để an toàn thì anh em cứ lên quấn lại anh em ạ. Quấn băng keo lại. Để bắt cho nó an toàn. Tránh như dạng nó sơ sẩy. Ôi nhìn con rắn to thích thế. Anh em nhìn này. Đấy. To chả bá luôn. Phê thật. Đi thăm bẫy thế này là vui rồi anh em ạ. Đây là em rắn cặp long anh em nhé. Hàng cự độc luôn. Đây anh em ơi. Để an toàn thì anh em cứ lên cầm cái dùng cái quặn băng dính đen này. Quấn đầu nó vào thì gỡ sẽ an toàn hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành quấn nó anh em. Thì rất hiền đấy nhưng mà
anh em cứ cẩn thận thì an toàn hơn, không chủ quan được anh em ạ. Tại vì này của nó là tốt cực độc luôn. Tại vì anh em quấn này một lúc xong anh em gỡ ấy, rắn cũng không chết được anh em ạ. Đấy, như này là đảm bảo an toàn đấy anh em. Bây giờ tiếp tục tiến hành gỡ nó. Cái này thì anh em tha hồ gỡ nhé. Cái qua nó quấn, nó quấn cái cây kinh quá cơ. Nhưng mà cũng vui quá anh em ạ. Để em hàng. Con rắn này thì mình có thể cầm nó đơn giản được, nhưng mà khi gỡ rắn thì vẫn phải cẩn thận anh em ạ. Tại vì là lúc nó đau ấy, nó đau, nó rất là hăng, hung hăng, nên mình không thể chủ quan được. Còn anh em gỡ thì mình gỡ cũng gỡ được, nhưng mà lâu lắm, mình cứ lấy cái này cho nhanh. Ghê, nó cái giống rắn ấy, khi nó bị mắc lưới rồi thì nó đau anh em ạ, và nó tìm đường thoát nên nó cứ rúc đi rúc lại lên sẽ đàn hết mắt này đến mắt khác ấy, khó gỡ lắm, khó ra được lắm. Khả năng là cái tay lúc đầu là bị chuột cắn, nó dính vào đúng cái lỗ chuột cắn nên nó rất là nó tuột mất hàng anh em, bị sấy mất hàng nên nó xuống đây lại dính ở đây. Cái bữa đánh em đánh ở ngay cách đây ở bên trên kia thôi anh em, cách đây một đoạn thôi, cách đây tầm độ mấy mét, đúng đường đi thì nó thẳng xuống đây luôn. Ở đây là có mà em đang dình mấy con hổ trâu anh em, hôm em thấy xa một con trâu cũng to, nhưng mà em này vào trước. Gỡ như này thì sẽ an toàn hơn anh em ạ. Tại giống rắn nó đau, nó hung dữ lắm. Đã xong rồi anh em ạ. Khi xong rồi anh em có thể cởi ra anh em ạ. Như thế thì này, mình làm như vậy gỡ thì sẽ an toàn. Mà rắn thì không bị chết được anh em ạ. Đấy, đã xong. Bây giờ mình sẽ
tiến hình cắm lại cái cọc xem có được con nào nữa không ạ. Chiếu đây đang nó còn một con trâu khá to nhé. Mình đánh lưới thì mình hay cắt mẩu một anh em ạ, không để dài đâu. Tại mẩu một mình lựa những địa điểm nào đẹp ấy thì mình sẽ căng. Sau khi đã gỡ xong mình sẽ tiếp tục cắm lại anh em. Đã xong anh em ơi. Cắm lưới thì rất là đơn giản anh em ạ. Đây là cái lỗ nó vừa đi qua, nó rách, mình cắt nó rách tà bá.